thấy bật cười quanh đây. Buồn khi cả thế giới không đàn ông, chuyện lớn chuyện bé chỉ có đàn bà. Ai cũng nhận ra căn nhà niềm vui bao la. Từ khi chào đón mấy chú rể tân, về lo chuyện khó xua tan hết ưu phiền. Câu chưa đủ sai sung, thế giới hạnh phúc không chỉ riêng đàn bà. Câu chưa đủ sai sung, một gia đình mới chưa chan niềm yêu thương. Rồi sao mày đi được rồi đó má? Cái gì? Bóp đầm nữa hả? Trời ơi, đi ra đường không được để má mất mặt. Má chờ con chút, quên, cái này mới là quan trọng nè. Không có cái này không phải là con đó. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Cậu rồi đi được rồi đó má. Trời ơi, cái ghê quá bà ơi. Mà nghĩ sao mà có đầm được mà mặc áo khoác mà xách bóp đầm được mà đội nón lá vậy? Ủa sao đâu má, nón lá là nét đẹp Việt Nam mà. Với lại ngày nào con đi bán con không đội nón lá. Đi lên thay bùa ba xuống đi rồi hả má, hãy đội nón lá. Má nói vậy là má đang không vừa lòng phải không má? Tất nhiên không vừa lòng. Tại vì con trẻ giờ là má đã bực mình rồi. Đi. Ủa mà má ơi, má chuẩn bị đầy đủ hết chưa vậy? Con ơi, trái cây là phụ. Dạ. Mà phong bì là chính nghe con. Ủa vậy lòng hả? Ơn cất giùm tôi vô cái đi. Nghe. Bỏ vô. Cái bỏ đâu? Con có bắt đầm đâu? Quên, tưởng đâu mặc quần nhắc tới quần em. Dạ bỏ tôi. Thiệt là sợ mày luôn á. Dạ. Đi, ủa, má. Đi lẹ con. Ủa mà con nói thiệt nha, con á là con đi cầu chuyện mua bán làm ăn phát đạt. Tại vì tháng rồi con xui quá đi nên là mới đi cúng giải hạn. Còn má cúng gì mà con thấy má như có vẻ còn nôn nóng hơn con nữa vậy má? Má đi cầu tình duyên. Lẹ lẹ con, cẩn thận nha. Đây. Con dạ. Hai má con mình á là đi. Nhìn tướng đi yếu ớt, chắc chắn tình duyên lận đận. Nè, ông nói ai tình duyên lận đận hả? Cái miệng thăng phắc như vậy, chắc chắn cả tháng nay làm ăn thua lỗ. Trời ơi, còn làm ăn thua lỗ? Con giấu đâu có ai biết nữa. Sao mà ông nói như trong ruột mình nói ra vậy má? Có khi nào ông này á, ổng tu hành đắc đạo, tiên Phật gì đỡ ổng không? Nên ổng mới nói được vậy chứ. Vậy tại sao mình không dạy gì mình không biết? Dạ thưa anh có phải là thầy bói không vậy? Ta không phải là thầy bói, ta là cao tăng đắc đạo. Ta là truyền nhân của cao nhân Lâm Đạt Ma. Ta tu hành núi Hy Ma Ta Vương. Ta là Lâm Đạt Phong. Dạ thưa thầy. Dạ thầy, xin thầy dừng chân lại. Để có khi nào thầy tìm cách thầy giải quyết thầy giúp dùm gia đình con thay quẻ. Đổi được không ạ? Coi dùm quẻ. Nhìn hai người khí huyết thì không tốt, âm khí thì bao phủ. Nếu mà để như vậy thì làm ăn thì sẽ thua lỗ, còn tình duyên thì sẽ lận đận cả đời. Dạ thưa thầy, dạ có thể nào thầy có cách nào thầy hóa giải dùm gia đình tôi được không thầy? Hai ngày nữa, đúng hai ngày nữa, ta sẽ cho hai người mỗi người một đạo bối, có thể giải được tai kiếp, sẽ thay đổi được số phận. Vậy là mình được cứu rồi. Dạ thầy ơi, thầy vậy á, thầy cho con địa chỉ đi, thầy ở đâu để hai ngày nữa con ghé thỉnh bảo bối thầy. Ta là bậc tu hành đi mây về gió. Dạ. Nay ở khách sạn này mới theo gió dông về khách sạn khác, cho nên không có địa chỉ cố định. Ủa thầy ơi, thầy có phương tiện liên lạc gì khác không thầy? Không, điện thoại cũng không có mà xài. Vậy làm cách nào con có thể gặp được thầy đây thầy hả? Người ta nói đã gặp nhau là hữu duyên, mà có nếu duyên được với nhau hay không á thì tùy. Dạ xin lỗi thầy, thầy chờ cho 1 phút. Được. Con. Dạ. Đây là duyên mà duyên thật đó. Dạ. Tại vì không có cái chuyện mà tự nhiên trước nhà mà có một ông thầy linh thiêng chị đứng trước cửa. Hả? Phải giữ cái duyên này lại bằng cách là
Vậy bây giờ má tính là sao? Má có cách. Dạ mời thầy ạ. Đa tạ. Ôi, cảm ơn. Dạ. Dạ thưa thầy. Thầy dạ thầy có thể cho xin bỏ bối được không thầy? Bây giờ chưa phải lúc, hai người phải kiên nhẫn. Dạ. Hai người cũng nghe người ta nói sao? Dạ sao thầy? Cái gì cũng phải từ từ. Dạ. Từ từ rồi cháu nó cũng nhừ, hiểu chưa? Đừng có hối hối quá, thần linh ông giận ông không có cho bảo bối. Thầy cứ ăn thoải mái nghe thầy. Chết rồi, ta muốn chuyện gì thầy? Thầy muốn cái gì? Cái thầy... chuyện này rất là quan trọng. Hey, bà ca bà làm thua hai rô. Thầy muốn cái gì? Rồi, thôi, không cần lố đâu. Dạ. Thật ra, ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Sao vậy? Trời ơi, con thấy thầy mới là lố. Thầy đi vệ sinh đó, thầy cứ đi ra ngoài kia thôi. Có gì đâu mà thầy muốn. Dạ, thôi con mời thầy đi. Đi. Ê, khoan! Sao vậy? Sao vậy má? Thì má làm sao vậy? Dạ. Thầy muốn đi vệ sinh. Dạ đúng rồi. Thầy muốn bước ra khỏi phòng. Dạ đúng rồi, thầy đi vệ sinh. Nhưng mà bước ra khỏi phòng, vô nhà vệ sinh, trong nhà có người thấy là kể như tiêu đời hai má con rồi. Con biết chuyện đó mà. Dạ thầy ơi. Thầy không thấy nào đi ra ngoài kia ngồi lại. Mời thầy ngồi lại. Thầy ngồi lại. Thầy thông cảm giùm. Thầy bên tâm tỉnh trí rồi, tôi sẽ nói với thầy điều này. Nói gì? Gia chủ cứ nói. Thưa thầy. Có thể nào thầy ráng dạ. Thầy ém, thầy ném, thầy nhịn xuống để khỏi phải đi. Sáng mai nhà dạ. Không có ai thì thầy mới xuống được. Chứ bây giờ xuống là gặp người ở dưới là chết hai má con dạ. Thầy bây giờ ở nhà có rượu không? Rượu, cho ta một bầu rượu đi. Khi ta uống vào, lúc nữa đầu óc của ta nó mới minh mẫn, thân thể của ta nó mới nhẹ nhàng, ta mới ban bảo bối cho gia chủ. Nhớ phải cho ta một bầu rượu. Ta thèm. Để trên như ở nhà mình có một nơi duy nhất có một bình rượu. Con hang hổ đó con. Không vào hang hổ sập bắt được cọp hả má? Có không? Dạ. Có không? Dạ thầy. Thầy đợi 1 phút 30 giây. Lẹ đi má, để không ổng bung bây giờ má ơi. Khoan, từ từ con. Má đi từ từ, nhẹ nhàng, dịu dàng. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thôi. Đừng có làm cái tiếng động gì mạnh hết. Con đó. Cái người mà nói hay lắm rốt cuộc á là đi mạnh mà nói nhiều là con đó. Đã nói vô đây là phải cẩn trọng. Con hình dáng một người phụ nữ ngủ rất say sưa mà tay lại cầm một chai rượu, nó rất là gợi cảm đúng không? Đúng rồi con. Mày bỏ đi ra ngoài mua chai rượu khác. Mày điên hay sao vậy? Nửa đêm mà ở đâu mà bán rượu mà mua? Trời đất ơi. Vậy chỉ giờ còn canh cách duy nhất là bây giờ khoan nào vô từ từ nhật đại thôi đó hả? Để má con đứng yên đấy nha. 1 2 3. Trời ơi, bỏ người ta ngủ mà ta sao? Trời ơi ơi, quân giết người sẽ sát thành thầy. Trời ơi, bà nói gì vậy? Tụi bay làm gì vậy? Hả? Tính sẽ sát tao ra hả? Trời ơi, nửa đêm nửa hôm sẽ sát tao ra hả? Trời ơi, ngủ bả phanh thầy hả? Tính ăn cắp rượu của ta. Con có làm, nó suối con. Con chưa đối thừa kỳ vậy má.
Giờ thì sao giờ? Hên quá ha. Tôi nghi ngờ kẻ gian mà. Nói. Dạ. Hai má con mày uống rượu đúng không? Dạ không có, con đâu có. Dạ đúng rồi, đâu có uống rượu đâu. Vậy thì chuyện gì? Nửa đêm lấy rượu của tao làm gì? Hả? Nói, nói nghe coi. Con mà uống rượu là con ôm chứ rượu con ngủ rồi chứ đâu có phải mình. Không lẽ mày nói tao uống rượu tao ôm chứ rượu tao ngủ? Dạ không có, con xin lỗi nội. Nhưng mà nó hứa là nội đừng có la đi thì con với má mới dám nói. Dạ. Tụi bay tao nghi ngờ quá. Nhìn mặt nghi ngờ quá. Trước... Nói nghe coi. Dạ. Nói đi con ơi, coi gì chịu tội chung mà. Dạ thưa nội, chuyện đầu đuôi là như vậy. Dạ thưa, có một cái ông cao tăng ở trên núi Hy Mã Tà Lơn á. Vậy sao? Nó dốc cũng nó bậy nữa. Ta Hy Mã Lạp Sơn, không thôi là núi Tà Lơn chứ không bao giờ có Hy Mã Tà Lơn bao giờ. Dạ ông thầy vậy ông độc đáo mà ông lạ lắm á. Dạ đúng rồi, mới có cái địa danh đó, dạ, đó. Núi này núi mới á bà nội, chưa có trong địa danh của sách Việt Nam mình đâu. Rồi dạ sao? Công tới ông trú ngụ ở nhà mình á nội. Dạ. Ủa sao tôi không biết trời? Mà ông có nói là con có cảm giác rằng nếu như ông cho một cái bảo bối, dạ, thì cái bảo bối đó sẽ làm cuộc sống của cả gia đình mình thay đổi đó má. Dạ đúng rồi, ông hứa vậy á nội. Mà rượu vào thì lời nó mới ra. Dạ hết vậy rượu này thì bảo bối nó mới lọt ra. Nên má cho con mới xuống ngang cấp rượu. Tại sao? Tại sao cao tăng ở trong nhà mà không nói cho con biết là tại sao? Trời ơi, hồi nãy nội hứa là nội không la con với má rồi mà. Tôi la nè. Dạ mới đây. Tao khoái cho nó la gì. Trời ơi, có cao tăng tới nhà sao không nói cho má biết? Trời ơi, không nhận mà một hũ rượu, 10 hũ rượu má cũng đưa. Má đồng ý. Chứ sao? Trời ơi, phải đem rượu mời khách cho con, nhất là cao tăng. Mình phải đại nè, con đi với tôi tiếp khách. Còn má mày xuống dưới làm mồi. Đúng rồi. Con bưng chai rượu, cho bưng chai rượu đây. Đi con mồi nữa. Trời ơi, chắc tao ôi. Thầy cảm ơn gia đình rất nhiều về cái sự tận tình mà chăm sóc cho thầy hai ngày qua. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Xin phép thôi, làm phiền gia đình quá rồi, giờ cho thầy thăng nha. Dạ là thầy đi á thầy. Đúng rồi. Ê, dạ khoan dạ. Thầy. Dạ thầy còn quên một thứ. Dạ. Thầy coi kỹ lại coi thầy có quên cái gì không? Không, thầy là thầy mà làm sao mà quên được, đúng không? Đồ của thầy nhớ, thầy kiểm tra hết rồi. Thôi thầy thăng nha. Dạ quên. Quên mà. Dạ, có quên á. Quên cái thầy quên gì nhắc thầy đi thầy nhớ nè. Cái ấy. Ý là thầy đã hứa là trước khi thầy ra khỏi nhà thầy sẽ cho bụi bối. Dạ đúng rồi. Rồi thầy đi mà thầy không có đưa lại gì hết trơn. Trời nên tụi nó hỏi vậy chứ. Dạ rồi. Trời ơi sao không nhắc sớm. Thầy bà mà không, nhiều khi cũng phải quên chứ. Đúng không? Học gà không dịch con lộn mà đừng nói chi. Thầy lâu lâu thì cũng lộn. Thầy nhớ, thầy là thầy nè. Thầy nói là thầy phải giữ lời. Có hết. Thầy chuẩn bị đi nè. Có hết. Đây, mọi người ai cũng có. Đây, thầy gửi. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy gửi. Dạ. Mọi người đều có hết hả? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Ê, thầy có cái gì đây? Khoan. Không có được khui ngay lúc này. Ủa sao vậy? Đợi thầy đi rồi hãy khui. Nếu như mà thầy còn ở đây á, mà mọi người khui ra đó, thì bảo bối sẽ không có linh nghiệm. Được chưa? Cất vô. Dạ, cất vô. Đợi thầy đi. Dạ. Thầy đi nha. Dạ, thỉnh thầy. Dạ. Bi bi mọi người. Thầy thăng nha. Thầy ơi, giờ mở được chưa thầy? Chắc đi xa dữ lắm rồi, trong này không biết cái gì hết trơn vậy ta. Đi, nãy giờ mình đã hứa nhau là ba người cùng một. Một, hai, ba, mở. Gì vậy chú đây đấy? Ủa? Ủa gì vậy? Trời, hả? Sao có một tờ giấy sốt vậy nè? Hả? Cái gì vậy nè? Chừng nào trốn đây? Dạ con cũng có một tờ giấy số. Con cũng có một tờ giấy số. Rồi cái gì đây? Kèm theo. Má mở ra con có dặn dò gì thêm không má? Cùng run. Má từ từ quá. Con. Nếu may mắn, tờ vé số này sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình thân chủ. Thân ái chào đoàn kết và xây dựng. Ý như vậy là sao? Chờ tới chiều nay, còn nếu không thì không có thay đổi gì hết. À!
ai mời ơi thịt tay về đây, ai nói tôi nghe.